Cũng trong ngày 16 tháng 5 tại thành phố Barcelona của Tây Ban Nha, một vụ hai tàu hỏa đã đâm vào nhau ở ngoại ô của thành phố này và khiến cho có ít nhất là một người thiệt mạng cùng với 85 người khác bị thương. Theo giới chức vùng Catalonia, có 7 người trong số những người bị thương được đưa đến bệnh viện chữa trị, số người còn lại bị thương nhẹ và đã trở về nhà. Vụ tai nạn xảy ra khi một đoàn tàu chở hàng chật bánh và đâm vào một đoàn tàu chở khách tại nhà ga Sant Boi de Llobregat cách Barcelona khoảng 14 km. Lái tàu của đoàn tàu chở khách đã thiệt mạng. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân gây tai nạn.